Thưa quý vị, Madonna tưởng niệm đến các nạn nhân bị khủng bố ở Paris, tên tự Stockholm, Thụy Điển. Nữ danh ca nhạc pop Madonna đã tỏ lòng tưởng niệm đến các nạn nhân của những vụ tấn công ở Paris tại một buổi lễ văn nghệ ở Stockholm, Thụy Điển vào thứ Bảy vừa qua. Một video đăng tải trên YouTube cho thấy nữ ca sĩ, người hiện đang trong chuyến lưu diễn Rebel Hot Tour, công bố cô tìm thấy rất khó khăn mà không nghĩ đến những sự kiện tại Paris, vốn nhìn thấy những tay súng chiến binh Hồi giáo giết chết 129 người và khiến cho 352 người bị thương trong những cuộc tấn công tại một hội trường văn nghệ, các quán rượu và một vận động trường. Madonna nói trong nước mắt rằng vụ thảm sát xảy ra ở Paris vẫn làm cô đau đớn. Cô tự hỏi làm sao có thể hát và vui vẻ khi biết bao nhiêu người đã mất đi những người thân của họ. Tuy nhiên, điều mà bọn khủng bố muốn là khiến mọi người phải im lặng, bởi chúng đã lầm, bởi cả thế giới đã lên tiếng để chia sẻ, cùng hành động để đón nhận tự do. Sau một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân xấu số, Madonna, nữ ca sĩ có số lượng đĩa nhạc bán ra nhiều nhất mọi thời đại, đã cất giọng ca để hát bài hát Like a Prayer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô. Put your hands together.